Em chào các bác nhé. Hôm nay buổi chiều chủ nhật em có thời gian rảnh ở nhà là em trộn cái sỏi với xi măng. Đây, sỏi của em còn thừa đây. Bên này bãi cát thì tỷ lệ trộn là khoảng 40 xẻng sỏi này là với nửa bao xi măng. Đấy, để em đổ bê tông cái chỗ đường này. Đây. Đổ bê tông cái đường này. Hiện tại em đang có mỗi một cái thanh nhựa thôi. Thanh nhựa này mua ở trên mạng hơn 200.000 một thanh đây. Đấy, đây là thanh nhựa này. Nhấc ra được. Sau đó đặt xuống đây. Đặt thanh nhựa sát vào đây. Đấy, đặt thanh nhựa sát vào, sau đó thì trộn bê tông xi măng với lại ấy ông đổ vào đây, ông đặt vào. Rất là đẹp. Nếu mà có hai cái đặt vào xong phải để một lúc chứ không phải nhấc ra luôn, đặt vào sau đó để nó khô. Càng khô thì nhấc ra nó càng đẹp. Đây đang làm con đường. Đang làm con đường từ bếp đi ra chỗ chuồng gà với lại chỗ bể nuôi cá. Thì cái này đặt vào sau đó để khô, thì sau đó sẽ nhấc cái tấm nhựa ra. Đấy, bây giờ em sẽ cho bê tông vào. Đây. Sau khi cho bê tông vào đây sẽ xoa cho nó bằng, xoa cho nó bằng, sau đó là chờ một lúc cho nó khô mới nhấc ra được. Đây, xoa cho nó bằng, cái này thừa thì có thể hất ra để làm sang cái mới. Xoa cho nó bằng nha, bằng tương đối. À, cái này hạt to quá này. Không cần để đấy, cho nó bằng tương đối, sau đó chờ một lúc nhé. Chờ nó khô mới nhấc ra được nhé. Nhấc ra luôn là vỡ. Cái này em cũng có mỗi một cái nên vấp nhấc hơi sớm, nên nó cũng hơi vỡ. Còn nếu mà mình chờ được lâu thì nhấc nó sẽ đẹp hơn. Đây, xoa đây. Xoa nhấc ra như này. Đây. Sau khi cho bê tông vào nó khô thì mình sẽ nhấc ra. Nhấc thì nhấc hai đầu. Đây có đầu. Nó có bốn đầu để nhấc. Dùng hai tay nhấc. Nhấc dần, nhấc nhẹ nhẹ ra. Đấy, nhấc nhẹ nhẹ ra thì nó sẽ nhấc được lên. Nhấc hai tay mới được. Đây nhá, sau khi nhấc nhẹ nhẹ lên thì ta nhấc hai bên nhấc lên. Ở đây một tay đang cầm máy quay, một tay nhấc nên nó hơi khó. Đấy, như thế là nhấc lên được. Đây là đang để là nó hơi chưa khô lắm, nó phải để nó khô nữa thì nhấc nó sẽ đẹp hơn. Cái này để thật khô thì nhấc nó sẽ rất đẹp. Mà để nó vẫn hơi ướt thì nhấc nó xấu lắm. Hiện tại em đã làm được 2, 4, 5. Làm này mất thời gian lắm bởi vì phải chờ nó khô. Nếu mà mình có nhiều tấm nhựa thì nhanh thôi. Mình chỉ có một tấm nhựa nên làm rất là lâu.